sang năm 2023 rồi, các cái nhu cầu vận chuyển hành khách đang ngày một tăng cao. Và các quý bác tài chúng ta hãy quên những cái dòng xe 4-chan-seat hay là Solarity đi. Bởi vì ngày hôm nay thì em Minh sẽ mang đến cho quý bác tài một cái phiên bản dòng xe khách 17 chỗ. Đây là một cái dòng xe nhập khẩu trực tiếp từ Liên bang Nga. Và hiện tại các quý bác tài chúng ta chỉ cần bỏ ra một số vốn, đó là 170 triệu đồng là quý bác tài chúng ta có thể nhận ngay chiếc xe này về để phục vụ các công việc của mình. Đó, và chiếc xe này có những đặc điểm như thế nào thì xin mời các quý bác tài chúng ta hãy theo dõi hết video này nhé. Ngày trước thì khi khách hàng của chúng ta sử dụng những cái dòng xe, khi mà chúng ta di chuyển thì chúng ta chỉ quan trọng là chỗ ngồi thôi. Nhưng mà sang năm 2023 thì cái điều chỗ ngồi nó chỉ là một phần. Quan trọng nhất là nội thất xe phải đẹp, và thứ hai là chiếc xe đó phải rộng rãi, thoáng mát thì người dân chúng ta mới sử dụng. Và ngày hôm nay thì những cái dòng xe 4-chan-seat hay là những cái dòng xe Solarity nó đã quá chi được xa vời rồi. Bởi vì sao ạ? Dòng xe 4-chan-seat thứ nhất là dòng xe 4-chan-seat thì hiện tại giá lăn bánh của nó đang sấp xỉ 900 triệu đồng. Chiếc xe này thì nó vẫn đang giữ một cái form dáng nội thất nó cực kỳ là nhỏ bé, nó không đủ đáp ứng được cái nhu cầu người dân chúng ta. Còn thì về cái dòng xe Solarity thì chúng ta biết rồi, một dòng xe nó đã quá thương hiệu với thị trường hiện tại và giá của nó thì không hề rẻ, gần 1 tỷ 2 cho chiếc xe này. Và các quý bác tài chúng ta khi mà đến với dòng xe GAT phiên bản 17 chỗ này, chúng ta chỉ cần bỏ ra đó là 760 triệu đồng là quý bác tài chúng ta có thể nhận xe rồi. Và chỉ cần trả trước đó là 170 triệu đồng là chúng ta có thể nhận xe ngay và để về phục vụ các cái công việc của chúng ta một cách cực kỳ là hợp lý. Chiếc xe này thì nó có một cái ngoại thất cực kỳ là đẹp mắt và bắt mắt cho các quý bác tài. Thân hình khá là đồ sộ, với một kích thước chiều dài nó dài lên đến là 6m3, rộng 1m875 và cao đến 1m9. Nó phục vụ cực kỳ là tốt cho các cái nhu cầu vận chuyển hành khách cho các quý bác tài. Ngoài ra thì chiếc xe này nó được sử dụng cái hệ thống lốp đôi ở cầu sau, nó phục vụ một cách cực kỳ là tốt cho các quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên những cung đường nó là gồ ghề, nó xóc xiếc hay các thứ, hay là chúng ta vượt đèo vượt dốc, chúng ta sử dụng nó để chở đi du lịch, thì chiếc xe GAT phiên bản 17 chỗ này là một chiếc xe nó cực kỳ là phù hợp cho tất cả các quý bác tài. Rất là nhiều các quý khách hàng của tôi khi mà đã đầu tư vào ngày trước vào những cái dòng xe 4-chan-seat thì chúng ta đang nói quá nhiều là về cái hệ thống đèn của chiếc xe này. Thì với phiên bản xe khách 17 chỗ này chúng ta sẽ sử dụng đó là cụm đèn nano halogen với khoảng chiếu sáng cực kỳ là xa. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được trang bị cực kỳ là nhiều đèn bên cạnh nữa, nó tạo lên một cái dạng chiếu sáng cực kỳ là tốt cho các quý bác tài. Không chỉ có vậy, chiếc xe này còn được trang bị sẵn hệ thống đèn phá sương, nó sẽ giúp cho quý bác tài chúng ta mà khi mà đi di chuyển du lịch trên những cái vùng núi cao, đi những cái cung đường buổi sáng sớm, chúng ta sẽ không phải sợ là chúng ta sẽ gây nguy hiểm nữa. Thì hệ thống đèn này đang là một chiếc xe GAT này đang phục vụ cực kỳ là tốt cho nhu cầu của quý bác tài. Đó, nó khác biệt hoàn toàn so với những dòng xe 4-chan-seat thị trường hiện tại. Khoang cabin của xe thì được thiết kế một cách cực kỳ rộng rãi. Nơi mà chúng bác tài chúng ta ngồi thì sẽ có rất là nhiều các trang bị tiện ích. Đầu tiên là sẽ vào phần này, chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa hai chiều, kèm với đó là hai lốc điều hòa riêng biệt và độc lập. Hệ thống màn hình giải trí 7 inch kết hợp nghe đài radio FM, Bluetooth. Ngoài ra thì chiếc xe này nó còn có hệ thống sấy gương, giúp cho bác quý bác tài chúng ta di chuyển trên những cung đường thời tiết nó sương mù, những thời tiết nó mưa thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn tốt hơn. Vô lăng 4 chấu, trợ lực lái dầu sẽ giúp cho bác tài chúng ta là thuận tiện hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì xe được trang bị hệ thống Cruise Control, ga tự động sẽ giúp cho quý bác tài chúng ta là đi trên những cung đường cao tốc thì chúng ta sẽ không phải đạp ga nhiều và chúng ta sẽ set up cái tốc độ thôi, cực kỳ là hợp lý. Về cái phần hệ thống gương kính của chiếc xe này thì gương kính của chiếc xe này với một cái phiên bản GAT 17 chỗ này thì chúng ta sẽ được có vào đó là trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện auto. Đó, trang bị cực kỳ là tiện ích cho tất cả quý bác tài. Động cơ 2.8 thì chiếc xe GAT này sử dụng hệ thống cần số 5 cấp, 5 số tiến và 1 số lùi, cực kỳ là linh hoạt, giúp cho chúng ta có một khả năng leo đèo leo dốc tốt hơn. Và chiếc xe này nó có một cái khả năng leo đèo leo dốc lên đến là 26% nhé quý bác tài nhé. Khoang hành khách được thiết kế với thiết kế ghế đó là 2-1 sẽ giúp cho các quý hành khách chúng ta thoải mái hơn trong cái công tác di chuyển. Và hiện tại thì ghế đã được làm là ghế da cao cấp, đó cực kỳ là tiện lợi. Hệ thống trần cũng cực kỳ là cao, đó, có cái tay nắm ở đây giúp cho khách hàng chúng ta là khi di chuyển xuống xe hay lên xe nó sẽ là chắc chắn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì với một cái khoang hành khách rộng như thế này thì chúng ta có thể làm thêm vào đây là một chiếc cốp nó như thế này để giúp cho các quý bác tài chúng ta có thể chở hàng khi mà đưa hành khách đi chơi hay là đi du lịch thì chúng ta vẫn có thể có một chiếc cốp như thế này để chúng ta có thể chở những quà về cho mọi người. Đó, cực kỳ là thuận tiện. Vừa rồi thì chiếc xe GAT phiên bản 17 chỗ này tôi đã giới thiệu cho các quý bác tài. Thì chiếc xe này hiện tại đang có mặt tại rất là nhiều các tỉnh thành. Tôi đã giao về cực kỳ là nhiều các cái tỉnh, các quý bác tài chúng ta có thể tham khảo. Và nếu như quý bác tài nào mà chúng ta cần thông tin về cái dòng xe GAT này, hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số điện thoại mà tôi để dưới góc màn hình. Và hiện tại thì chương trình khuyến mãi 170 triệu đồng nhận xe này và đang có rất là nhiều các cái phần quà có giá trị khác.
Nếu như quý ốc tài nào mà chúng ta quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Và chương trình này chỉ diễn ra một tháng duy nhất tại Auto Tây Đô, tại địa chỉ 883 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu như các quý ốc tài còn thắc mắc hay là băn khoăn gì cần tư vấn thêm về cái dòng xe này, hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số điện thoại mà tôi để dưới góc màn hình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại.